Thưa quý vị và các bạn, quần đảo Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữa biển khơi điệp trùng sóng vỗ, dù xa đất liền nhưng quân và dân huyện đảo vẫn luôn chung một ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt lên mọi khó khăn vất vả, nơi đầu sóng ngọn gió, gìn giữ chủ quyền biển đảo của đất nước. Mỗi năm Tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức các đoàn ra thăm, chúc Tết, mang theo hơi ấm của đất liền đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Quân cảng Cam Ranh thuộc vùng 4 Hải quân, trước lúc tàu khởi hành nhộn nhịp tiếng nói cười. Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười, những cái bắt tay nồng ấm. Ai cũng mong sớm được đặt chân đến quần đảo Trường Sa, được tận mắt nhìn mảnh đất quê hương nơi tuyến đầu của Tổ quốc, được chia sẻ niềm vui với các hộ dân của huyện đảo xa xôi. Quân chủng Hải quân, vùng 4 Hải quân tổ chức rất là nhiều chuyến tàu để thực hiện nhiệm vụ quần đảo Trường Sa. Nhưng đối với cuối năm này là một chuyến tàu đặc biệt, đó là mang những hào quà Tết, những cái tình cảm của đất liền ra cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Đây là có một ý nghĩa đặc biệt to lớn, đó là sự động viên khích lệ để cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân là yên tâm là giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lần xuất quân này, các đoàn công tác từ vùng 4 Hải quân chia làm 4 hướng đến thăm các đảo và điểm đóng quân thuộc huyện Trường Sa, mang theo nhiều phẩm phục vụ quân và dân trên quần đảo đón Tết. Bên cạnh đó còn có các phần quà của các cơ quan đoàn thể và cá nhân, thể hiện những tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn biển đảo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe toàn thể quân dân trên đảo đón một mùa xuân mới tốt đẹp và đầy niềm tin, hy vọng xứng đáng là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam chúng ta ra sức chiến đấu, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta. Sau khi chuyển những phần quà, những kiện hàng nhu yếu phẩm lên tàu, các con tàu rẽ sóng ra khơi, mang mùa xuân từ đất liền đến với đảo xa, động viên thăm hỏi, sẻ chia với đồng bào chiến sĩ để đón một cái Tết thật ấm áp, sum vầy. Là một người con của đất liền, thì mình mong muốn là xuân Giáp Thìn sắp tới thì bà con nhân dân ngoài huyện đảo, các cán bộ chiến sĩ ngoài huyện đảo sẽ có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc, và chúc bà con ngoài đấy cùng với cán bộ chiến sĩ nhân dân ngoài đấy sẽ đoàn kết để giữ chủ quyền của biển đảo. Thay mặt cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Cam Ranh, thì em cũng xin chúc các anh trên đảo Trường Sa sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ luôn luôn là chỗ vừa vững chắc cho tuyến biên giới của biển đảo của chúng ta. Chuyến công tác lần này, ngoài các cán bộ chiến sĩ của quân chủng Hải quân, còn có các diễn viên, nghệ sĩ và gần 100 phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và các địa phương trong cả nước cùng đến thăm, chúc Tết và tặng các phần quà cho quân và nhân dân các đảo, cán bộ chiến sĩ các điểm đóng quân tại huyện đảo Trường Sa. Đây là dịp để phóng viên các báo đài ghi nhận, phản ánh kịp thời hoạt động của quân và nhân dân trên đảo đến với công chúng trên cả nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời tuyên truyền lịch sử, truyền thống bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc ta, bảo vệ thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên các vùng biển đảo của Việt Nam.